Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì vào ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Reino Marsudi liên quan đến thông tin tàu hải quân Indonesia mang số hiệu 371 truy đuổi và sử dụng súng bắn vào tàu cá Bình Định số hiệu PD31153TS khiến hai ngư dân Việt Nam bị thương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng, không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam hết sức lo ngại về vụ việc này và đề nghị phía Indonesia khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam và chấm dứt tái diễn các hành động tương tự. Trước đó, Cục lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao dẫn thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết, tàu cá mang số hiệu PD31153TS của Bình Định đã thông báo ngày 22 tháng 7, tàu PD31153TS bị một tàu chưa rõ số hiệu quốc tịch bắn làm hai người bị thương tại khu vực có tọa độ 6 độ 32 phút Bắc, 107 độ 4 phút Đông.